Nước ta có vùng biển rộng và hệ thống sông ngòi chằng chịt. Việc đi lại bằng phương tiện thủy hay dùng phương tiện thủy để đánh bắt thủy hải sản đã có từ hàng ngàn năm trước. Cùng với đó là tục vẽ mắt cho phương tiện, dân gian gọi là điểm nhãn, tồn tại theo dòng lịch sử. Mỗi vùng miền có sự khác nhau về hình dạng đôi mắt khi được vẽ lên ghe, tàu, thuyền. Đó là văn hóa mà người Việt đã gìn giữ, phát triển trong quá trình mở đất phương Nam. Nam Bộ có hệ thống sông ngòi với tổng chiều dài lên đến hơn 28.000 km, là một trong những khu vực có mật độ sông lớn nhất thế giới. Trong đó có ba hệ thống sông lớn là Dàm Cỏ, sông Tiền và sông Hậu, cùng hàng ngàn chi lưu lớn nhỏ. Buổi đầu đến đây khai phá, lập làng dựng ấp, những cư dân của đoàn người Nam Tiến đi lại bằng những chiếc ghe vừa và nhỏ. Đó là phương tiện chính sử dụng trong việc vận chuyển người và chuyên chở hàng hóa. Văn hóa sông nước cũng hình thành từ đó. Những cư dân đến phương Nam lập làng định cư có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác nhau, cho nên chiếc ghe đi cùng cũng mỗi nơi mỗi kiểu. Dù không giống nhau về hình dáng cấu tạo, song các phương tiện này luôn có điểm chung là đôi mắt. Đôi mắt trên ghe, trên tàu là chỉ dấu nhận diện phương tiện và cũng là định vị văn hóa sông nước phương Nam. Thông tin về việc xuất hiện con mắt được vẽ trên phương tiện thủy trong các tài liệu thư tịch cổ vẫn chưa có sự thống nhất. Trong cuốn Thuyền Buồm Đông Dương xuất bản năm 1943, tác giả cho rằng tục vẽ mắt cho ghe thuyền ở Việt Nam tiếp thu từ thuyền bè vùng Ả Rập, tức khu vực Tây Á. Tuy nhiên, nhận định này cũng chưa được giới khoa học lịch sử công nhận. Bởi theo những tư liệu khảo cổ của nước ta, tục vẽ mắt cho tàu thuyền đã có từ hàng ngàn năm trước. Thạp đồng Đào Thịnh là bảo vật quốc gia của nước ta. Trên thân thạp đồng vẽ các hoa văn trang trí là biểu trưng của văn hóa Đông Sơn Đại Việt. Hình ảnh đoàn người chèo thuyền với phần trước thân thuyền có vẽ hình một con mắt, giống mắt chim. Cùng với đó là hình ảnh bầy chim bay cùng con thuyền đang lướt sóng. Hoa văn đoàn người chèo thuyền được cho là một trong những dấu vết đầu tiên có sự xuất hiện con mắt trên chiếc thuyền được ghi lại trên một vật thể văn hóa. Và điều này cũng phù hợp với truyền thuyết về tục vẽ mắt thuyền có từ thời vua Hùng. Tục vẽ mắt cho thuyền đã in đậm trong dấu ấn văn hóa Việt Nam. Con mắt của ghe thuyền á, nó xuất phát từ cái chiều sâu, cái chiều xa của lịch sử dân tộc. Bởi vì cái đất nước mình là tiếp cận với sông nước, với biển cả từ rất sớm. Mà để đi trên sông nước, đi trên biển cả đó phải có phương tiện, tức là phải có ghe thuyền. Mà tại sao nói rằng từ buổi bình minh của dân tộc mình đã tiếp cận với lại sông nước, biển cả? Bởi vì trong cái truyền thuyết là Lạc Long Quân với Âu Cơ đó thì 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Đó là xuống biển, là đi xuống nước. Thấy không? Rồi cái truyền thuyết về Sơn Tinh Thủy Tinh là cũng nước. À, rồi đến trong lịch sử dân tộc mà sự thật nó là hiển hiện, nó là hiển nhiên, đó là vấn đề chiến thắng Bạch Đằng. À, cho nên vấn đề sông nước của mình á, là nó có trong lịch sử, nó có ở trong truyền thuyết. Do đó là chiếc thuyền nó là phương tiện. Mà người Việt mình á, là vốn giàu tình cảm lắm. Đã là phương tiện rồi á, thì là gắn bó, là coi như bao nhiêu tình cảm gì cũng gửi gắm vô cho cái phương tiện đó. Mà cái phương tiện đó nó giúp ích cho cuộc sống con người của mình rồi. Nó còn như là một cái ân nhân nữa. Nó chiến thắng giặc ngoại xâm đã đành, mà nó còn giúp trong quá trình khai quang phục hóa, cái quá trình mở cõi nữa. Hơn 3 thế kỷ trước, vùng đất Nam Bộ được khai phá bởi những đoàn người Nam Tiến. Những nhóm lưu dân đã theo chân các quan đại thần thời Chúa Nguyễn vào sinh sống trên vùng đất này.
Trong hành trang mang theo luôn có những giá trị văn hóa quê nhà và phương tiện là những chiếc ghe bầu. Nơi định cư thường là những ngã ba sông hoặc địa điểm thuận lợi nhất cho việc di chuyển bằng đường thủy. Khi đã ổn định trên vùng đất mới, những cư dân xưa bắt đầu định hình các hoạt động giao thương. Chợ nổi là nơi để giao lưu, trao đổi hàng hóa, là hình thức buôn bán độc đáo vẫn tồn tại tới ngày nay. Nhu cầu sử dụng ghe có nhiều, nên nghề đóng ghe cũng hình thành và phát triển. Rạch Bà Đài thuộc huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp được biết đến với làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài Long Hậu. Thời thịnh hành, làng nghề có hàng trăm hộ chuyên đóng các loại ghe ở các địa phương của đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Long An, Cà Mau đến đặt hàng. Không chỉ các loại xuồng nhỏ phục vụ đánh bắt của bà con làm nghề chài lưới theo mùa nước, làng nghề còn đóng những chiếc ghe loại lớn từ vài chục đến hàng trăm tấn phục vụ cho hoạt động chuyên chở hàng hóa giao thương. Tôi có mặn cho ở huyện Trần Văn Thời, anh Tư đó là chiếc ghe 150 tấn, dài 22 thước, hoành 7 thước 7 hoành. Là cả cây liền khừ luôn, không có nói nha. Là chiếc ghe đó mặn 15 người, mặn 6 tháng. Trước khi hạ thủy đó là đóng con mắt, là ảnh có đưa cho tôi là 18 ngàn, là mỗi một con mắt để vô là 9 ngàn. Đó là khi đã đóng đó là da ái tiền vô con mắt đó rồi đóng vô trong chiếc ghe luôn. Là coi như là người ta cũng y như cái hồi Kim Lô vậy, cũng bắp bánh bao. Ông chia sẻ, ông nói là lý do gì mà cúng như thế mình không biết, mình hỏi. Rồi cái này là coi như là người ta cúng để chắc ăn như bắp. Cái thứ hai nữa là tôi để tiền vô đây là mở mắt ra có tiền. Mở mắt là có tiền đó, chở là mở mắt có tiền. Cái ghe nhỏ người ta đi mua chuối chở cam bít đó, là trong Kim Lô người ta có để 20 đồng chì đó. Người ta biểu mình âm vô trong cái gói, để ngay cái gói ghe đó. Kêu Kim Lô gắn cái đồng 20 đồng đó vô. Dẻ mắt cho ghe là khâu không thể thiếu để hoàn thành một phương tiện trước khi hạ thủy. Nghệ nhân Nguyễn Văn Tốt là truyền nhân đời thứ tư của làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài Long Hậu, thường là người sẽ thực hành dẻ mắt cho các ghe. Để phục vụ theo nhu cầu của khách hàng, ông đã dành thời gian tìm hiểu về văn hóa các địa phương để đóng cho phù hợp, cũng như tìm hiểu về con mắt ghe ở các địa phương đó. Cái làng nghề đề xuồng ghe Gạch Bà Đài này nè, là coi như các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đều đến ở Gạch Bà Đài để đặt. Ví dụ như giờ khách hàng đó người ta nói, tôi đóng cái ghe Cà Dôm thì làng nghề đóng ghe Cà Dôm, rồi tôi đóng ghe Cần Đước thì làng nghề đóng ghe Cần Đước, và hoặc đóng tàu biển thì đặt ăn thua cái giá cả thôi, là coi như lợi tìm Gạch Bà Đài là đặt không. Đó, rồi Cui Thơ này kia rồi cũng thế. Đó là các loại xuồng ghe của đồng bằng sông Cửu Long mình là coi như làng nghề cung ứng nhiều nhất. Đóng mới, sửa chữa ghe hay vẽ mắt cho ghe cũng có những yêu cầu kiêng kỵ nhất định luôn được người thợ nắm rõ. Bởi chiếc ghe là phương tiện làm ăn và có nhiều gia đình sinh sống trên ghe, lấy ghe làm nhà. Kiêng kỵ của cái làng nghề là coi như lớn nhỏ. Mình phân công là cho nó trúng cái chữ sanh tài chứ không có phân cho tử mạng. Nó như tránh cái tìm ghe ra, nó quan trọng lắm. Rồi cũng như cái nhà của mình mà mình cất, mình thả cái đồng dông vậy đó. Phải lựa cái trực thành, trực định đó, chứ không có mà phân chúng cái trực khóa, trực nguy. Điểm nhãn là tục mở mắt cho phương tiện. Theo quan niệm dân gian, ghe là phương tiện di chuyển, chuyên chở người và hàng hóa, nên cũng được xem là một thực thể sống. Dẻ mắt cho ghe là khai nhãn để phương tiện đi đúng hướng, đem lại sự bình an cho chiếc ghe và cũng là đảm bảo an toàn cho người trên ghe. Đi ghe này cũng được 20 mấy năm rồi. Chiếc ghe thì nó gắn bó với mình cũng như là nói chung là cũng như là cái gia tài, cái của mình vậy đó.
đi đóng ghe là ông chủ trại ông nói á, thì ghe mũi chài á, thì phải gắn hai con mắt, mà trước khi gắn á, thì mình cũng phải để tiền với vàng vô cho sáng mắt. Khi mà đóng ghe xuồng rồi đó, rồi hạ thủy đó, thì cái thủ tục, cái nghi thức mà khai quan điểm nhãn đó rất là hệ trọng. Bởi vì mở mắt mà, nhìn xa trông rộng là mở mắt để thấy một cái hành trình mình đi, thấy một cái thủy trình mình phải vượt đó. Cho nên rất quan trọng. Hầu đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nhưng mà cái nghi thức cúng kiến á, bây giờ nó lại giản đơn hơn trước rất nhiều. Chứ ngày xưa đó, cái nghi thức đó là rất là hệ trọng và bài bản, cúng linh đình lắm. Còn bây giờ chỉ có bộ tam sơn là tôm nè, rồi trứng nè, rồi miếng thịt nè, vậy thôi. Chẳng những vậy mà mỗi khi mà kéo ghe lên để lắp giò đó, rồi hạ thủy trả lợi đó, là cũng khai quan điểm nhãn lợi. Cái phong tục thì vẫn còn giữ, cái nghi thức vẫn còn giữ, nhưng mà cái tính chất, cái mức độ, nghĩa là nó hoành tráng đó, thì nó khác với ngày xưa nhiều rồi. Tùy từng vùng, mắt ghe có sự khác nhau về hình dáng. Mỗi địa phương sẽ có sự sáng tạo riêng để mắt ghe phù hợp với phong tục tập quán của địa phương mình. Dùng Gò Công, Cần Đước hay Vĩnh Long thì mắt ghe có hình oval, tròng đen to, tròng trắng bao ngoài tròng đen có viền nhỏ. Mắt nằm trên nền màu đỏ, bên mang màu xanh. Ghe Cà Dôm ở vùng đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp thì dáng ghe cũng như mắt ghe hoàn toàn khác. Ghe Cà Dôm là phương tiện chuyên chở thủy sản sống như cá da trơn từ vùng làng bè đi các nơi. Nên để cho cá sống được trong lúc di chuyển, người ta làm lường ghe sâu, cho nước đầy vào ghe để cá được thích nghi môi trường. Ở mũi và đuôi ghe được làm cao, khi ghe chở khẩm, trong mũi ghe Cà Dôm như là đà trên mặt nước. Mũi ghe Cà Dôm được trang trí cách điệu, mắt ghe nhỏ, rất ấn tượng đặc trưng. Vẽ mắt cho ghe ở Nam Bộ gắn với văn hóa sông nước. Mắt ghe được vẽ hai bên mũi ghe, chính giữa là hình mỏ neo, hoặc một số nơi không vẽ mỏ neo mà vẽ hình cánh chuồn. Khi ghe di chuyển, mắt hướng về phía trước, như đang xác định phương hướng. Theo Gia Định Thành Thông Chí của tác giả Trịnh Hoài Đức, khi lưu dân vào định cư ở vùng đất Nam Bộ, ghe xuồng là phương tiện chính. Tuy nhiên, gia chạm giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Nghi biểu hầu Nguyễn Cư Trinh đã ra lệnh: ghe tàu đi bất kể dòng nước, chiều gió thuận hay nghịch, khi gần gặp nhau thì người lái ghe phải hô bác, nghĩa là bên phải. Ghe đối diện cũng đi về phía bên phải của mình, nên tránh được nhau. Từ đó về sau, các ghe di chuyển thành quy tắc chung như luật giao thông đường thủy hiện nay. Trước đây, ghe từ vùng Gia Định, Biên Hòa thường di chuyển xuống miệt dưới như Cà Mau, Bạc Liêu để mua bán trao đổi hàng hóa. Đi cùng với đó là những điểm nhấn giao lưu văn hóa. Ghe ai đỏ mũi trảng lường, phải ghe Gia Định xuống giường thăm em. Chiếc ghe từng là phương tiện của đa số gia đình khi giao thông đường bộ chưa phát triển. Theo nhà văn Sơn Nam, ở Nam Bộ thời thuộc Pháp và trước đó, có những gia đình lấy ghe làm nhà, sống bằng nhiều nghề khác nhau. Có gia đình ghe buôn bán hàng bông, tạp hóa. Có ghe làm nghề rèn giao phản. Có ghe bán lưu chậu gốm sứ. Có ghe chăn dịch chạy đồng. Đời sống sinh hoạt của người trên ghe cũng phong phú. Ở Nam Bộ, yếu tố tự nhiên thuận lợi cho mưu sinh, bà con sống chan hòa với miệt vườn sông nước, nên nhiều người cũng không câu nệ việc vẽ mắt cho ghe. Thậm chí có một số trường hợp không vẽ mắt cho ghe. Bà con tin vào điều thiện, cần cù lao động sẽ được bù đắp bằng cuộc sống đủ đầy. Ngày nay, đường bộ phát triển nhiều. Nhiều thương hộ đã chọn định cư trên bộ và ghe chỉ là phương tiện mưu sinh theo mùa hoặc thời vụ. Hết mùa thì neo ghe lại bến, lên bờ sinh sống.
Dù neo đậu, ghe vẫn là một phần trong cuộc sống, vẫn được chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ. Cũng có gia đình như anh Nguyễn Ngọc Sang, chọn đem luôn chiếc ghe là kỷ niệm của gia đình lên bờ, thiết kế thành nơi nghỉ dưỡng, để ai có ký ức tuổi thơ từng sống trên sông nước có thể tìm đến như một sự sẻ chia đồng cảm. Chiếc ghe này là kỷ niệm của ba anh. Đến giờ, anh vẫn chăm sóc chiếc ghe như thành viên của gia đình, dù công năng của chiếc ghe không còn là chuyên chở hàng hóa trên sông nước. Ba cũng sống lênh đênh trên sông nước, như là đi có thể chèo thuyền từ đây tới Gạch Giá bán trái cây. Sau này mình đã chạy ghe được thì mình đi chở thuê. Đó, mua được cái máy đi chở thuê. Ai thuê gì chở nấy. Chở bất cứ như gì người ta thuê, vật liệu hay là chở đồ, chở cá, chở bông hoa những ngày Tết. Văn hóa nó là một dòng chảy. Văn hóa có thể giao thoa và tiếp biến. Nhưng dù cái dòng chảy đó lên thác xuống gền, dù nó giao thoa, dù nó tiếp biến như thế nào, nhưng bản chất cố hữu của một dân tộc, ta gọi là dân tộc tính đó, thì vẫn không đổi. Con mắt trên ghe, trên thuyền, cho tới bây giờ, nó cũng vẫn không thay đổi tính chất. Mặc dù cái thời buổi nó hiện đại rồi, mặc dù bây giờ trên sông, trên biển, không có thủy quái nữa, thấy không? Nhưng người ta tin rằng ở đâu đó trong một cái thế giới tâm linh thì con mắt vẫn là để xoay đường, để thấy đường, để mà đi. Con mắt vẫn mang một ý chí vượt khó, vượt qua những trở ngại. Và con mắt đó có thể như là một cái vị cứu tinh để cứu, cầu cứu với phúc thần trên sông, trên biển mỗi khi gặp tai ương hoạn nạn. Không còn phải chống chọi với thuồng luồng hay thủy quái, nhưng các ghe tàu ở Nam Bộ đều có đôi mắt. Trong thời hiện đại, đôi mắt ghe dùng để trang trí là chính. Công đoạn điểm nhãn cũng giản đơn hơn vài mươi năm trước. Đa phần các đôi mắt ghe giờ được vẽ chứ không chạm gỗ, và tính thẩm mỹ cũng được nâng cao hơn. Trong dòng chảy văn hóa hôm nay, đôi mắt ghe vẫn được giữ gìn, dù với một hình thái tâm lý khác, bình yên, an vui. Trên khắp sông nước Nam Bộ, mắt ghe là hình ảnh ấn tượng, là giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ qua hàng thế kỷ trên vùng đất phương Nam.